Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nha. Thì hôm gà thì cũng lâu lắm nha mọi người. Tên là Ba Ba thì vắng bóng hơi lâu ha. Rồi thì hôm nay đã lên cho tất cả mọi người một con máy là Mitsubishi TL33 ha. Là 33cc nha. Dung tích xi lanh là 36 ly nha mọi người. Đó. Rồi thì mọi người mua máy bên Đại á thì Đại sẽ bao ship cho tất cả mọi người toàn quốc nè. Đó. Bảo hành máy cho mọi người 1 năm, lửa là 6 tháng ha. Rồi, tiếp nữa là tặng phụ kiện cho mọi người là 5 món ha, 5 món đi kèm. Thì đầu tiên là một cái tiếp mở bugi nè. Thứ hai là một cái bugi bãi ha. Bugi bãi tháo máy nha. Rồi thứ ba là một cái sợi dây đeo bãi nè. Thứ tư là một cái bắt cước ha. Rồi thứ năm là một cái lưỡi dao, một loại Makata mà loại dày 1 ly rưỡi ha. Đó. Thì con máy này nó đẹp ở đâu thì một tí Đại cũng cho mọi người xem ha. Thì rồi đầu tiên thì con này nó có cái gì thì nó bị bể bình xăng, nó vỡ bình xăng nha mọi người nè, bình xăng của nó nè, bình xăng riêng nó về nó bị cắn vỡ nha. Thì con máy này trên vàng đánh gảnh xuống nha, nó nè nó vỡ vậy nè, nó bể đây với bể đây ha. Đó rồi thì còn lại là nguyên zin hết nha. Thì máy móc là cực kỳ đẹp nha mọi người nè. Con này phải nói là nó rất là đẹp nha, chỉ có một cái nó bể bình xăng thôi. Mọi người coi hai con ốc bô nè, còn dàn ươm nha, nó chưa có xét luôn nè. Thì nói chung là một tí để mở cho mọi người xem. Thì máy là Đại không có bắn bóng ha, dây trắng tinh luôn nè. Nè lóc nè, lóc có đóng mà bắt in ra bằng ha. Thì chế nó sử dụng chế ban rồ hay kim nha mọi người nè. Cái chế nè, lấy nét nè, đây nè, chế ban rồ nè mọi người đó, chế ban rồ hay kim ha. Ừ, cực kỳ nha. Nào mọi người xem cái chế nè, dàn ươm luôn nha. Thì nói chung là nó rất là đẹp luôn, con này cực kỳ đẹp. Thôi thì ở đây á thì đẩy lên chứ có một cái cần của thằng Isaki nha. Nè mọi người xem cái bugi nè, mới chát luôn nha, bugi luôn rất là đẹp, chưa đóng khói luôn. Thì đẩy lên cho nó một cây cần Isaki, cần này của Kawasaki nha, cần này rất là đẹp luôn nha mọi người nè, nó chưa có chạy vết gì hết. Thì nói chung là còn cực kỳ nha, cần này phần trăm cần này nó rất là cao luôn, rất là đẹp. Thì cần xây luôn nha, mình muốn xây thì mình dặn ra nha mọi người, còn mình không muốn xây thì mình siết vô ha là mình là cần chết ha. Rồi thì muốn xây á thì dặn này ra nè, nó có thể xây qua xây lại ha, tùy ý ha, rất là tiện lợi nha mọi người đó. Rồi lại lên cho một bộ ga bóp nè, ga bóp hệ ha, đó ga bóp luôn nè, đó nguyên zin luôn ha, tay bóp zin luôn. Đây cần Isaki nè, đó cần ống 26 nha, thì trắng cỏ zin theo cây cần theo máy này luôn đó. Rồi đầu bò mọi người xem đầu bò nè, đầu bò chà bá luôn nha, đầu bò rất là đẹp nha. Cùi bọng nè mọi người xem nè, khít cháy luôn nha đó. Thì cái nhôm nè tay Đại còn giữ nguyên luôn. Đây ở đây nó có để nè, nó có để hướng dẫn sử dụng nè mọi người, mở ra vô mở đồ này kia đồ gì tùm lum trên chỗ này nè. Đó rồi ở dưới này mọi người xem nè, để mở ra để xây lên mọi người coi. Dưới đây nó có một cái tem nữa nè, đó dưới này nó còn một cái tem nữa nha, thì nó bị ngược rồi. Thì cái tem này là cái tem nó thông số đồ này kia kia đồ tùm lum trên mọi người nè. Đây quay ngược lại bên đây nha, đây đó thông số này kia là còn nguyên zin ha. Rồi mọi người xem ốc tum đâu nè, đó dàn ươm luôn ha, nó đen chen xà beng. Rồi để mở cho mọi người xem bên trong ha. Rất là đẹp luôn nha mọi người, rất đẹp. Thì con này là nó chỉ có một cái là nó bị bể vỡ bình xăng thôi, còn lại là nó đẹp. Thì nó đẹp là phải nói là từng chi tiết mọi người, ốc bọng nó chưa có xét con nào hết trơn, mọi người xem nè, uổng ghê luôn. Bô nè, bô rất là đẹp. Rồi để tắt nha, để mở ra rồi để quay cho mọi người xem. Rồi để mở ra rồi nha, nè bô nè mọi người xem, bô nè đó. Chưa có xét luôn nè mọi người thấy chưa đó. Cực kỳ nha, con máy phải nói là cực kỳ, mọi người xem nè, hai cùi xong sạch trơn luôn nè, chưa có một tí bọn gì luôn nha mọi người đó.
nó nói chung là nó mắc cái này nó bù được cái kia. Rồi, mọi người xem bê tông nè, bạc còn đen luôn nè mọi người. Đó. Bạc còn đen chứng tỏ nó chạy ít nha, nó ít nó mới đen nha mọi người, nó chạy nhiều nó mắc hết nè, còn băng ngang luôn nè mọi người thấy không? Nè. Tông từ trên dưới nè, không có xước hay là gì hết nha. Nè. Cực kỳ con mái nha mọi người. Mái thì im như chó thảo luôn nha. Đó. Mái móc nguyên zin nguyên vọng nè. Đó. Thấy không? Nồng nè. Đó. Rất đẹp nha. Rồi, nó đã gáp lại rồi đã test nổ nha. Rồi, nó đã test tiếng nổ cho mọi người nghe ha. Rồi, test hơi trước nha, mở movie đi. Nó nhảy quá nó nổ. Máy hơi cực kỳ luôn nha mọi người. Đây trắng tinh luôn nè, thấy không? Đó. Ghi vô mọi người, nó đánh lửa, nó đánh lửa, nó nén lên, khi mà nó đốt lên nó sẽ nó nổ dội cái hơi lại nha, cực kỳ luôn nó, thấy không? Đó thì mình rút bu ghi ra đâu có nè, nó nổ rất là yên nha. Kéo nhẹ là chạy nha mọi người, gớp nhẹ là chạy thôi. Thì thầm luôn ha. Dây hết bài dây quá trời đẹp. Âm ti nhỏ quá luôn nha. Là chỉnh âm ti quá trời nhỏ luôn. Đó. Rồi, thì đại xin chào mọi người ha. Kết thúc video đây nha mọi người, và hẹn tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo nha.